Rồi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài đầu tiên trong chương trình ôn tập thi vào lớp 10 môn toán đại số lớp 9. Thì ta bắt đầu với cái phần căn thức. Thì chúng ta để ý là có một số cái tính chất cần nhắc lại đối với phần căn thức. Ví dụ như là cái hàm lượng thức rất là quan trọng là căn A bình bằng trị đối của A. Cái này sẽ bằng A nếu A lớn bằng 0, bằng trừ a nếu a nhỏ hơn 0. Và một số tính chất, ví dụ như nếu mà a b là các số không âm thì căn của a nhân b sẽ bằng căn a nhân căn b, căn của a chia b sẽ bằng căn a chia căn b. Và một số cái hàm đẳng thức ở lớp 8 thì ở đây ta có thể viết lại dưới dạng sau. Ví dụ nếu a là các biểu thức không âm thì a trừ b sẽ bằng căn a tất cả bình trừ căn b tất cả bình bằng căn a trừ căn b nhân căn A cộng căn B. Căn A cộng trừ căn B tất cả bình thì bằng A cộng trừ 2 căn AB cộng B. A căn A trừ cho B căn B, mình viết lại thành là căn A mũ 3 trừ căn B tất cả mũ 3, thì áp dụng hàm lượng thức A mũ 3 trừ B mũ 3 sẽ được là căn A trừ căn B nhân cho A cộng căn AB cộng B. Trường hợp đặc biệt như là A căn A trừ 1 thì có thể viết thành là căn A trừ 1 nhân cho A cộng căn A cộng 1. A căn A cộng 1 sẽ bằng căn A cộng 1 nhân cho A trừ căn A cộng 1. Thì sau khi ôn lại một số tính chất này, ta sẽ bắt đầu bài đầu tiên với những cái ví dụ rất là đơn giản. Tức là ta sẽ rút gọn những cái biểu thức căn khá là đơn giản. Thì để rút gọn những biểu thức căn có dạng như này, thì trước hết những cái phân thức nhỏ nhỏ người ta phải làm trước, ta phải rút gọn trước. Để rút gọn căn cái biểu thức có dạng A trên B thì ta phải là phân tích thành nhân tử. Phân tích thành nhân tử A và B. Và muốn phân tích thành nhân tử thì ta phải áp dụng những cái hàm lượng thức và những cái kỹ năng mà phân tích thành nhân tử để ta làm. A và B ta phải phân tích thành nhân tử, rồi sau đó có thừa số chung thì ta sẽ rút gọn. Ta ví dụ làm cái ví dụ A đầu tiên. A căn A trừ 1 chia cho căn A trừ 1 trừ căn A. Ở đây này nó có dạng A căn A trừ 1. Thì ta để ý cái hàm lượng thức này. Thì sẽ bằng là căn A trừ 1 nhân cho A cộng căn A cộng 1 chia cho căn A trừ 1. Ở đây ở dưới mẫu tôi điển nguyên. Vậy thì ta thấy trên tử và mẫu có căn A trừ 1. Nên ở đây ta rút gọn cho căn A trừ 1. Thì còn lại là A cộng căn A cộng 1. Này trừ căn A. Cuối cùng là bằng A cộng 1. Tương tự như vậy, cái ví dụ B. Ví dụ B thì ta sẽ thấy là X căn X cộng 8 căn X cộng 2 trừ 2 căn X. Ở đây ta thấy X căn X cộng 8. 8 tức là bằng 2 mũ 3. Áp dụng hình thức là A mũ 3 cộng B mũ 3 thì ta sẽ được là căn X cộng 2 chia cho X trừ 2 căn X cộng 4 chia cho căn X cộng 2 trừ 2 căn X. Bên này ta để nguyên. Ở đây mẫu và tử có thừa số chung là căn X cộng 2, ta rút gọn. Tới đây ta thấy còn có cái hàm lượng thức là X trừ 2 căn X cộng 4 trừ 2 căn X. Cái này là X trừ 4 căn X cộng 4. Để dễ dàng cũng được, hiện ta có thể viết thành là căn x trừ 2 tất cả bình phương. Thì đó là cái ví dụ đầu tiên. Người ta chú ý cái những cái hàm đẳng thức người ta viết lại. Ta qua ví dụ thứ hai, tương tự như ví dụ 1. Ở đây nó có những cái phân thức nhỏ nhỏ này. Thì ta xem trước hết ta rút gọn những cái phân thức đó trước. Rồi muốn rút gọn thì ta cũng phân tích thành nhân tử thôi. Đó là ví dụ A trước. A trừ 1 chia cho căn A cộng 1. 4 trừ A chia cho căn A cộng 2. Đây cái này sẽ bằng là hàm lượng thức A trừ 1 căn A trừ 1 nhân căn A cộng 1. Cái này sẽ bằng là căn A cộng 1. 4 trừ A tức là 4 là bằng 2 tất cả bình phương trừ cho căn A tất cả bình phương, tức là 2 trừ căn A nhân cho 2 cộng căn A. Đây là căn A cộng 2.
này nó có thừa số chung là căn A cộng 1, ta rút gọn, còn lại là căn A trừ 1. Cái này có thừa số chung là căn A cộng 2, ta rút gọn sẽ được là 2 trừ căn A. Cái này rút gọn sẽ bằng 1. Rồi ta đi tới cái ví dụ B. Ví dụ 2B. X trừ 3 căn X cộng 2. Này là căn X trừ 2. Cộng cho x trừ 5 căn x cộng 4 căn x trừ 1. Cái biểu thức trình tự nó sẽ có cái dạng là ax cộng b căn x cộng c. Thì ta phân tích nhân tử cái này bằng cách là ta tách hạng tử. Ở lớp 8 nó tương ứng với lại ở lớp 8 có dạng là ax bình cộng bx cộng c vậy đó. Thì ta sẽ tách như sau. Ví dụ trình tự này thì ta tách là x trừ 2 căn x trừ căn x cộng 2 chia cho căn x trừ 2 cộng cho x trừ 4 căn x trừ căn x cộng 4 nên là căn x trừ 1. Vậy thì ta nhóm cái căn x với x lại, nhóm hai cái này lại, hai cái này lại, ta sẽ được là căn x nhân cho căn x trừ 2 nên là trừ căn x trừ 2. Nên là cộng là căn x nhân cho căn x trừ 4 trừ trước là căn x trừ 4 căn x trừ 1. Vậy thì hai cái này nó có căn x trừ 2 chung, người ta đặt căn x trừ 2 ra ngoài là căn x trừ 1. Cái này nó có căn x trừ 4 chung, người ta đặt căn x trừ 4 ra ngoài, còn lại là căn x trừ 1. Vậy thì ở đây ta thấy là nó có cái căn x trừ 2, căn x trừ 2 chung hay là căn x trừ 1 cộng cho này có rút gọn là căn x trừ 2 thì được căn x trừ 1. Cái này nó có căn x trừ 1 chung thì ta rút gọn căn x trừ 1, còn lại là căn x trừ 4, này là 2 căn x trừ 5 đó. Thì để ý những cái biểu thức mà chú ý những cái biểu thức mà chú ý cái này thì những biểu thức có dạng là ax cộng b căn x cộng c nè, nếu ta tách được b thành hai cái số b cộng b 1 cộng b 2 sao cho là b 1 nhân b 2 nó sẽ bằng a nhân c đó. Ta tách hạng tử để ta nhóm, ví dụ như là 2x cộng 5 căn x cộng 2 chẳng hạn, thì ta thấy là 2 nhân 2 nè bằng 4, vậy thì số 5 này ta sẽ tách ra là bằng 4 cộng 1 thì là 2x cộng 2 4 căn x cộng 2, thì ta cũng nhóm là thành là được là căn x cộng 2 nhân cho 2 căn x cộng 1. Chú ý phân tích nhân tử những biểu thức như này. Vậy thì tóm lại trong cái bài đầu tiên này thì ta muốn rút gọn những cái phân thức đơn giản như này thì ta phải nhớ những cái tính chất về hằng đẳng thức, tính chất, rồi ta phân tích thành nhân tử, tử và mẫu, sau đó tìm mẫu thức chung, tìm cái biểu thức chung để mình triệt tiêu đi. Nên em có thể làm một số bài tập rèn luyện như sau. Rồi ta sẽ kết thúc cái bài học đầu tiên ha.